Nguyễn Bảo Lâm là tổ chức tiếp công dân, phụ trách tiếp công dân thường xuyên của phường. Thì hôm nay bà con đến đây thì đề nghị bà con cho biết là hôm nay bà con đến đây có việc gì để chúng tôi thì nói với bà con. Thay mặt bà con phường Rau Thập Hưng chúng ta tới đây hôm nay để gặp chủ tịch phường 6 Tân Bình để giải trình những thắc mắc của bà con. Tại vì một tờ bướm này phát cho chúng tôi mà chúng tôi là người dân ở trong phường Rau Thập Hưng, chúng tôi rất quan tâm về dự án công trình này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thắc mắc muốn đến phường 6 Tân Bình để hỏi cho ra là cơ quan nào cấp văn bản, do ai cấp, chủ đầu tư là ai. Từ vì tôi thấy ở trong những cái bảng này thì không có những cái mục đó. Sau khi mà nắm được cái nguyện vọng nội dung mà bà con muốn tiếp thì bây giờ căn cứ vô cái thủ tục quy định thì đề nghị bà con là lần lượt lên đây để chúng ta lập danh sách, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân theo điều 5 của thông tư 06. Ở sau đó chúng tôi sẽ dựa trên cái số lượng bà con, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con làm các thủ tục tiếp theo để chúng ta thì bây giờ năm này dẹp, hoặc là nếu anh muốn để người ta ngồi trong này, tôi bảo đảm là người ta không có phát biểu mà không có làm cái gì mất trật tự hết, chỉ có 5 người đó phát biểu thôi, đại ý nó là như vậy. Thế thì bây giờ tại làm sao lại phải làm danh sách hết tất cả bao nhiêu người? Nó có một cái chữ 5 người đại diện nhé, chứ không phải 5 người khiếu nại. 5 người đại diện thì 5 người đó người ta đủ tư cách để người ta đại diện cho những người này ký vào tất cả. Thí dụ như cái biên bản hay cái gì là ký vào những người đại diện. Còn nếu các anh làm thế này, tại vì thế này chúng ta không minh bạch với nhau, mà không phải ở đây, rất nhiều những chỗ khác không minh bạch với nhau. Từ tôi nói thẳng thắn như thế này, bây giờ làm một cái danh sách thế này, đây rồi mai mốt các anh gài cho cái chỗ là bây giờ bà con đồng thuận danh sách đây này, rồi sao tôi cái làm sao, tôi nói làm sao. Thành ra bây giờ đơn giản là nếu làm việc được cái này đó, yêu cầu các anh hủy cái danh sách này đi và làm việc với 5 người, tôi bảo đảm tất cả những người đây sẽ không một người nào được phát biểu hết, chỉ 5 người đó thôi. Khi mà xong rồi thỏa thuận được cái gì giữa chính quyền với nhân dân đó, làm biến bản xong rồi thì lúc đó 5 người sẽ đại diện để ký vào đó, chứ không thể nào làm một cái danh sách. Bây giờ tôi nghĩ lại là làm một cái danh sách mà rồi thì cái danh sách gì để đâu, danh sách này thì cài vào đâu, cài vào cái hồ sơ nào, cài vào cái văn bản nào. Thành bây giờ là cái chuyện chắc chắn là bây giờ anh phải hủy cái này đi, nếu không chấp nhận cái chuyện đó. Đây là để làm việc đơn giản nhé, rõ ràng là như vậy thôi. Bây giờ 5 người đại diện, 5 người đại diện rồi làm việc với các anh, làm việc với các anh mà hôm nay đến đó, là chúng tôi mà muốn gặp được chủ tịch, lại được gặp được chủ tịch. Tại vì thế này, tôi muốn gặp người nào mà lãnh đạo của cái phường này kia, chứ không phải là giống như thầy có thể nói tôi nói chuyện anh thì anh lại nói anh chỉnh lên mất thì giờ đây, cái đó là không giờ. Bây giờ chuyện là rất đơn giản, thì là chú muốn hỏi về vấn đề này đúng không, thì chú hỏi anh thầy bây giờ không giản thôi, để mình thỏa thuận được giản cái này đi. Bây giờ không cần sang bên chú hỏi đơn giản thì thôi, còn nếu mà phải hỏi đơn giản thì anh Lâm lúc đấy khẳng định là tôi không thể làm sai. Và anh Lâm cũng đồng tình là gì, khẳng định là ở chỗ là thưa bà con, chúng ta khiếu kiện này 20 năm rồi, chúng ta từ cấp phường, hội đồng nhân dân, mặt trận, rồi công an, từ phường, quận, thành phố, trung ương, và tất cả mấy trăm lần tiếp mình, chưa bao giờ cán bộ nào mà thẩm quyền mà hơn cả trung ương khẳng định rằng là chúng tôi làm như vậy, chúng tôi làm sai pháp luật mà không viện dẫn luật. 20 năm nay chưa bao giờ cấp trung ương tiếp mình ra Hà Nội cũng vậy, kể cả thanh tra chính phủ, chưa bao giờ yêu sách bắt ký tên, chưa bao giờ bắt là gì, tất cả ngồi ngoài chỉ có 5 người tiếp, mà đó cán bộ trung ương mời hết vô, nhưng tôn ti trật tự để 5 người đại diện phát biểu tôn ti trật tự, không bao giờ được bà con được phát biểu nếu chưa được đồng ý cán bộ. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy rằng anh Lâm này, anh khép tội luôn cả tất cả cán bộ trung ương tiếp mình 20 năm nay,
anh không viện dẫn luật, anh không chứng minh luật, nhưng mà anh vẫn tiếp tục lời. Và chính vì vậy, như ở phường này, anh là thay mặt lãnh đạo luôn, và anh khẳng định đường lối chủ trương luật pháp của Việt Nam là Quốc hội phê chuẩn, là anh khẳng định rằng như vậy sai, và tôi làm sai như vậy thì tiếp tục người khác làm sai. Thì bây giờ thôi xin nhường lời lại anh Tứ Việt nói nhá. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn đúng rồi. Và tôi không nhắc lại nữa. Đề nghị bà con á là sau khi chúng ta đã là qua ý kiến bác Phật, là tôi á, là đã là đề nghị bà con lập cái văn bản cử người đại diện theo điều 5 của nghị định 75 ghi rõ, quay video rõ điều 5 nghị định 75 năm 2012 của chính phủ quy định về tiếp công dân, hướng dẫn thi hành luật tiếp công dân. Thì tôi nói rằng đó là bà con đề nghị cử ra 5 người đại diện, và cái nội dung văn bản cử người đại diện đó thì đề nghị bà con á thực hiện ghi rõ họ tên ra người cử, họ tên những người cử đại diện và họ tên của người được cử đại diện. Thì hiện số lượng bà con trên 10 người, do đó bà con được cử ra 5 người. Thì đề nghị bà con nhanh chóng chúng ta lập cái văn bản cử ra 5 người để bà con có thời gian tiếp 5 người đó thay cho bà con. Cái này quy định tại điều 6 nghị định 75, tôi đọc lại. Đề nghị quay phim quay cho đó, anh Chánh nói rằng tôi không viện dẫn pháp luật, tôi xin viện dẫn pháp luật. Điều 6 nghị định 75 năm 2012 hướng dẫn thi hành luật tiếp công dân quy định việc cử người đại diện để trình bày khiếu nại theo quy định tại điểm A khoản điểm B khoản 4 điều 8 luật khiếu nại được thể hiện bằng văn bản. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau: ngày tháng năm, họ tên địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại, nội dung phạm vi được đại diện, chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại, các nội dung khác có liên quan. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp việc đại diện và văn bản cử người đại diện. Đó là những cái quy định mà nếu như bà con chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ tiếp tục cái việc tiếp công dân sáng nay. Còn nếu như bà con không thực hiện cái việc này thì tôi nghĩ rằng là buổi tiếp công dân của chúng ta hôm nay tới đây là hết. Rồi thưa các bác, bây giờ con nói là một lần cuối rồi chúng ta tùy các bác chọn nữa. Một lần cuối tôi nói với anh Lâm, anh đọc tất cả những cái này anh viện dẫn đều trong luật ra hết, nhưng anh viện dẫn luật sai là bởi vì trong đó không có quy định nào là cử 5 người vô phòng riêng, trong khi khiếu kiện đông người phức tạp, hai vấn đề khác nhau. Khiếu lại bình thường thì cử 5 người lập danh sách đưa vào để cho hợp thức hóa thủ tục. Còn đây là việc khiếu kiện đông người phức tạp thì trong quy định của ông Lê Hồng Quân ký thì đầu cơ quan ban ngành phải ra tiếp từ 5 người trở lên đi khiếu kiện. Thế nhưng chúng tôi tới đây không dưới 50 người để gây ra một chuyện khiếu kiện đông người thì cử 5 người ngồi phía trước ủy quyền trực tiếp để chúng tôi phát biểu thay, chứ không phải chúng tôi khiếu kiện thay. Anh em nghe rõ nhá, phát biểu thay cho những người đang ngồi khiếu kiện chứ không phải là khiếu kiện thay. Cho nên anh Lâm này lập lờ việc viện dẫn luật sai để cho bà con hiểu lầm lại. Bà con có ủy quyền không? Không đúng không ạ? Ủy quyền phát biểu thôi đúng không ạ? Dạ, ủy quyền phát biểu. Cho nên anh Lâm này viện dẫn luật này là nhằm lắt léo luật pháp. Dạ vâng. Đây thì bạn tôi nói lần cuối. Anh muốn làm hay không làm thì cả thế giới này người ta biết. Cả tất cả các con sẽ làm được biết. Ừ nhá. Rồi xong. À chị nhìn chung có ý kiến, chị nhìn có ý kiến đi. Pháp lý và chưa bồi thường giải quyết khiếu nại cho người dân đúng không ạ? Đúng. Khiếu nại là khiếu nại hành vi hành chính đúng không? Hành vi hành chính và sau nữa là phải cho giải đáp giải trình cho bà con vừa đau không hơn. Để từ từ sẽ hướng dẫn cho chị. Rồi. Trước mắt là chị là khiếu nại về hành vi hành chính tự ý triển khai xây dựng trên khu đất vườn rau vật tư. Trong cái đơn này á thì chị ghi là chung chung nhưng mà chị chưa khiếu nại là tự ý. Tôi là cũng là người lợi trong cái đơn khiếu kiện này cho tôi được ý kiến. Cái việc mà chúng tôi tới đây gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện á thì vai trò và trách nhiệm của người nhận đơn thì chỉ có trách nhiệm nhận đơn và ghi biên nhận hoặc lập biên bản cho bà con đã nhận đơn. Còn nội dung đơn để xử lý đơn thì đó là cơ quan giải quyết và xử lý đơn. Chứ anh Lâm không có làm như thế này là anh Lâm giống như là một người giải quyết đơn. Ở trên đây chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trên khiếu nại và tố cáo, chúng tôi đã ký tên vào đó. Và cái nội dung đó, còn cái tiêu đề thì anh cứ căn cứ cái tiêu đề đó, anh ghi biên nhận cho chúng tôi là đủ.
còn anh không có được phép rằng là bắt chúng tôi ép chúng tôi phải thiếu kiểu nào, cái đó là sai, bởi vì đây là không phải là anh là người có trách nhiệm để giải quyết việc đơn của chúng tôi, đúng không con? Trong quy định của pháp luật, chúng tôi gửi đơn đấy để đặt ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và trách nhiệm quyền hạn của anh như thế nào anh dựa trên quy định pháp luật, còn anh đừng có viện dẫn những điều không đúng pháp luật. Ở chỗ là gì, bà con gửi đơn xin đơn cứu nạn như thế nào, nội dung ra sao, thì chúng tôi đến ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc đến ủy ban nhân dân phường 6, hôm nay chúng tôi ủy ban phố 6, thì lãnh đạo và ủy ban cử ra đúng không, thì anh có trách nhiệm nhận cái đơn cứu nạn đó, và cái đơn cứu nạn đó nó xâm phạm hoặc nó gì xúc phạm đến cán bộ thì anh không được phép nhận nó. Còn đơn thư chúng tôi nội dung như thế nào thì tôi tóm lại trong đây, tức là khiếu nại về cái việc tự ý dựng ba lô, dự án như thế nào ra sao, thì ngay lập tức cái việc dựng nhá, tự động cưỡng chế và tự động dựng ba lô cộng với là gì, ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp tục đưa lên web của mình để rồi tuyên bố tiếp tục thực hiện dự án, rồi đồng thời phường in những cái tờ bướm này ra để gửi cho quần chúng nhân dân, gây hoang mang, mất trật tự, mất an ninh trật tự và gây xáo trộn quần chúng nhân dân. Thì bây giờ tóm lại, cái đơn này chỉ nêu rõ như vậy, hiện nay chưa tiếp công dân, chưa giải quyết khiếu nại, chưa tiếp công dân 20 năm nay, chưa giải quyết khiếu nại và chưa tiếp công dân, thì không bao giờ là được thực hiện bất cứ một hành vi nào. Đó là các anh đang tiếp tục và ươm cái bướm này có phải là một hình thức, có phải là thực hiện dự án không? Bây giờ anh không có quyền để anh đặt vấn đề lại chúng tôi trong nội dung đơn, vì chúng tôi đã ký và chúng tôi chịu trách nhiệm với pháp luật. Còn nếu anh tiếp tục vận dẫn thì anh tuyên bố thẳng là tôi không nhận đơn này, hiện nay nó không đúng pháp luật, anh cho vài chữ tôi không nhận đơn. Còn anh không có quyền để anh không có quyền bảo rằng hiện nay như vậy này, như này anh quyền hoàn toàn anh cướp lời luôn Quốc hội, anh cướp lời luôn tất cả các cấp ở đó, và anh thay luôn cả chủ tịch, anh thay luôn cả chính phủ luôn về cái việc hiện nay không nhận đơn này, vì anh cứ bị dẫn đoàn chấn không nhận, nói cho không nhận đơn ở đây muốn hướng dẫn cho chị nó rõ mà cái đơn này là cái đơn này để trả lời. Nhưng mà có một cái ở trong này, cái đơn mình nó trình bày nó không đúng thì đề nghị chỉnh lại cái phần này. Bây giờ hiện nay tôi hỏi anh là đề nghị hay là bắt buộc? Bây giờ thưa bà con, cái việc mà xử lý đơn không phải là trách nhiệm của anh Lâm. Xử lý đơn không phải là trách nhiệm của anh Lâm. Trách nhiệm phải thôi, mời lãnh đạo nhận. Nếu mà chị không sửa thì vẫn nhận đó. Đó đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con. Vừa rồi mấy người về thực tự nó mới ra nó tiếng mạnh. Không phải là thưa bà con, lúc đấy anh Minh á, anh lên á là anh xin lại tờ giấy. Giờ vì chúng ta cũng lo lắng là bởi vì cái tờ giấy đó rồi về nhà giá thế nào. Nhưng mà thưa các bác, nó giải thích là vấn đề không phải lo. Tại vì chúng ta có quay phim lại rồi. Cái thứ hai, tờ giấy đó là tài sản của nhà nước, tài sản của mấy anh. Thì mấy anh phải có trách nhiệm, nó phải lấy lại để báo cáo. Cho nên là chúng ta không có được quyền lấy đâu. Nhưng mà chúng ta đã xé rồi, anh đã xé cho chúng ta thấy rồi. Thì cho nên các bác hoàn toàn yên tâm, không phải lo đâu nhé. Cảm ơn các bác. Dạ. Bây giờ bà con mình nhé. Ngồi chờ để viết yên tâm. Rồi xong chúng ta đây là của phường với quản tuyên truyền đúng không? Nhưng mà thôi, tôi xin nói thêm này, anh có nghe thì nói thêm thôi. Dạ vâng. Dạ. Anh Lâm ở đây. Rồi, cảm ơn anh. Vui vẻ vào đi. Vui vẻ vào đây mời được không? Đi tuyên truyền vớ vẩn. Tờ bướm mà Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình đã phát khắp nơi ở phường 6. Không, nhức chân quá, ngồi xíu. Và khi dân người dân chúng tôi bà con đang ngồi chờ lãnh đạo ra tiếp. Nghiên cứu phải đọc lại cho kỹ chứ rồi mới ra tiếp chứ. Bà con vườn rau Lộc Hưng đang ngồi chờ chủ tịch phường 6 ra tiếp. Thank you.
kìa, anh Lâm ra kìa. Bây giờ nè bà con nghe nè, tức là tôi chọn trong một những giải pháp. Bây giờ cán bộ nghe tôi nói không? Bây giờ đơn thì anh nhận thực tế, anh cứ nghe nói rồi.
cán bộ nghe. Bây giờ nghe nè, cán bộ nghe này, để cán bộ thống nhất được với mình. Bây giờ anh nhận đơn, ok, anh đã nhận đơn đủ đó, nhưng còn thiếu là gì? Ngày đúng không? Thứ hai nữa là đơn, anh nhận đơn khiếu nại và tập thể đã có mặt, còn không cần điểm số gì cũng được. Rồi anh có viết thêm là danh sách đính kèm, đó là việc của anh. Còn bây giờ phải là tập thể có mặt, là tôi nhận đơn của tập thể đã có mặt, ok. Không thể là ăn trắng ăn trực chú mập, chỉ có ba là đúng rồi, đúng rồi nhé. Rồi Lâm đang làm đơn cho bà con nhưng mà viết sai, đi sửa lại cái đơn hai lần rồi. Công trình mà chính quyền đang nói rằng sẽ thi công quý 2 năm 2020 là thuộc dự án nào, cơ quan nào ban hành, ngày ban hành là thế nào, số hiệu của văn bản nào mà ra nhãn pano, nếu chưa có thì cơ sở nào để triển khai xây dựng và tuyên truyền như nêu trong bảng pano nhãn nào đó, đó và một tờ bướm á, nếu có thì tại sao không cung cấp cho người dân biết, ai đã chỉ đạo và ra lệnh làm các tấm bảng pano nói trên, văn bản nào thể hiện, vì sao tới nay không có phương án đền bù hỗ trợ khi thu hồi đất, tại sao năm 2001 khi triển khai dự án công ty Sài Thành, Ủy ban nhân dân thành phố có quy định là phải có bồi thường cho người dân thì nay lại không có, tiền hỗ trợ để bù cho hàng hóa hồ cho đất cường kế thành một không liên quan, trong khi người dân đang khiếu nại, ban tiếp công dân tham gia chính phủ đã ba lần có văn bản yêu cầu mà lãnh đạo thành phố vẫn chưa nay đổi lại phải giải quyết khiếu nại mà lại cố tình triển khai dự án, có đúng thì có đúng pháp luật hay không, nếu phường cho rằng không có trách nhiệm giải quyết thì ai, cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết, người dân đi đâu bây giờ, nếu việc triển khai xây dựng trên khu đất vườn Đao Lộc Hưng trong bối cảnh hiện nay gây thiệt hại về tài sản cho người dân, thậm chí đổ máu thì ai sẽ chịu trách nhiệm, đề nghị quý cơ quan xem xét và gửi trả lời cho người dân được rõ những nội dung lên trên. Thì đó là nội dung của cái đơn mà mình đã gửi là cho cơ quan phường. Đây. Đây tờ giấy biên nhận, xin đọc lại cho bà con cô bác nghe lại tờ giấy biên nhận khác, giấy biên nhận thông tin tài liệu bằng chứng vào hồi 9:15 ngày 6/12/2019 tại ban nhân phường 6 quận Tân Bình. Tôi tên Nguyễn Bảo Lâm, chức vụ công chức tư pháp, đã nhận của các ông bà Cao Hà Chánh, Cao Hà Trần, Trần Thị Kim Dung, Trần Văn Thuật đính kèm danh sách ký nhận của 111 người liên quan, địa chỉ 7/17 Tân Hưng, phường 6 quận Tân Bình. Các thông tin tài liệu bằng chứng sau: 1.
đơn đề ngày 6 tháng 12 năm 2019, đơn khiếu nại và yêu cầu giải thích về việc tự ý triển khai xây dựng trên khu đất vườn rau Lộc Hưng khi chưa có thủ tục pháp lý và chưa bồi thường, giải quyết khiếu nại cho người dân. Biên nhận được lập thành hai bản, giao cho người cung cấp thông tin tài liệu bằng chứng một bản. Người cung cấp thông tin tài liệu bằng chứng, người nhận Nguyễn Bảo Lâm. Với ai cầm tờ bướm này? Chị Dung. Chú Phật ơi, cái tờ bướm chú Phật thì cái việc này từ đã và xin đề nghị giữ xuống cho bà nhân. Trong tinh thần thì anh viết cái biên nhận này về mặt căn bản ok rồi, giờ tôi đề nghị luôn. Cái đơn này tôi tên là Bảo Lâm đúng không? Đã nhận của ông Cao Hòa Trắng ở trong đây là gì? Địa chỉ liên lạc và bỏ ông Cao Hòa Trần Nhân Dung đi. Tại vì sao? Nhận đơn này của ông Cao Hòa Trắng là địa chỉ liên lạc. Còn nhận cái đơn này của tập thể chứ không phải ở chỗ là anh đưa bốn cái người này vô. Không theo tôi biết. Hiện nay ta nói rồi nè. Nói để anh biết rằng nếu ký thì ở cái chỗ nào? Một là bỏ cái đó, hai là phải nói rõ như vậy nè, nhận đơn của tập thể chứ anh nói đơn thì như ông Cao mà chẳng là trực vậy sao? Thôi đây anh ký đơn thì tôi vô ghi ký đơn, ông bà tôi gì đó danh sách kèm theo đây nè. Khi trả lời là không có trả lời riêng cho mà trả lời theo cái nội dung đơn, ví dụ trong đây ghi tập thể nó sẽ trả lời, tức là cái biên nhận thôi mà. Mà cái này không phải đơn của ông Cao Hòa Trắng, ông Cao Hòa Trực, mà đơn này nó đơn của tập thể. Đúng không bà con? Đơn này của ông Cao Hòa Trắng làm trực một, mà đơn này của tập thể. Anh không biết là ông Cao. Đúng rồi, tại vì đây có danh sách 111 giờ chưa ký đến kèm có người trang đó. Anh hiểu không? Bây giờ tôi chỉ ghi là dẫn tới buổi tập thể. Lại tiếp tục sai lần thứ 3. Anh Lâm đã làm đơn sai lần thứ 3. Cán bộ mà làm không hiểu luật. Lần này là sai lần thứ 3. Bà con coi nè. Sửa hết ngày rồi đó. Sửa lần này là lần thứ 3 rồi. Có một cái đơn có mấy chữ thôi mà viết sai mãi. Quá sai ba bạn. Có mấy dòng chữ thôi mà viết sai cả ba lần. Lúc đầu là sai gì? Ngày hả? Lúc đầu sai ngày. Hôm nay ngày 6 mà viết ngày mấy? 23. Nhiêu? Viết ngày 23. Hôm nay ngày 6 tháng 12 mà anh Lâm viết là ngày 23 tháng 12. Đầu óc anh Lâm có vấn đề. Cái tờ đơn của đợt lâu rồi à, mang ra. Lần thứ 2 thì đem cái tờ đơn mà cách đây mấy tháng để ra mà đưa cho bà con. Nhưng nó có sẵn trong máy á, nhầm lệnh in ra mà không có đọc. Xong rồi lần thứ 3 là bây giờ vô sửa lại là nhận đơn của tập thể bà con. Dạ đúng rồi anh Tú, viết sai 3 lần. Có vẻ đang bực bội, chắc do chưa ăn sáng.
tại vì bà con đến sớm quá, chắc mấy anh chưa ăn sáng. Cái anh này là chuyên gì bắt người đúng không, ông này đúng không? Hôm mùng 8 tháng 3 anh này là bắt hai người phụ nữ vườn rau Lộc Hưng. Bây giờ em sẽ tắt like á. Tí nữa anh Lâm ra em sẽ like tiếp. Thôi để rồi anh Lâm ra lần thứ tư nè, lần thứ ba chứ, anh Lâm đi sửa lại cái đơn lần thứ ba đây. Không, tại vì trong nội dung đơn á, không trong nội dung đơn có gì mấy đứa bạn ăn cháo, các bạn ăn cháo. Tôi xin đọc lại tờ đơn. Bà con là mang vô trong đi nè. Anh Lâm mới sửa lại giấy biên nhận thông tin tài liệu bằng chứng vào hồi 9:15 ngày 6/12/2019 tại Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình. Tôi tên Nguyễn Bảo Lâm, chức vụ công chức tư pháp, đã nhận của tập thể người dân tại khu vực vườn rau Lộc Hưng phường 6, địa chỉ 7/17 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân Bình. Các thông tin tài liệu bằng chứng sau: 1. Đơn đề ngày 6/12/2019, đơn khiếu nại và yêu cầu trả lời về việc tự ý triển khai xây dựng trên khu đất vườn rau Lộc Hưng khi chưa có thủ tục pháp lý và chưa bồi thường, giải quyết khiếu nại cho người dân. Biên nhận được lập thành hai bản, giao cho người cung cấp thông tin tài liệu bằng chứng một bản, người cung cấp thông tin tài liệu bằng chứng người nhận. Biên nhận mà đánh máy, biên nhân thiếu dấu nặng. Cái biên nhận đã xong rồi, nhưng mà vừa lúc đấy anh có ghi là gì, danh sách muốn kèm 111 người, nhưng mà bây giờ anh lại bỏ cái đó. Tôi đã nói thẳng với anh ấy là gì? Bà con ơi, cho em có ý kiến á, tại vì á, trong nội dung đơn khiếu nại á, của mình á, mình có nêu một cái vấn đề là ban tiếp công dân thanh tra chính phủ đã 3 lần có văn bản yêu cầu, thì á, ở đây á, nãy em sót, em chưa có đính kèm vô bổ sung tài liệu này thì em gửi bổ sung. Thì giờ đây, cái này là gửi cho thành phố, anh Minh lên gửi cho thành phố, gửi cho chủ tịch thành phố, chứ phải gửi cho phương 6, phương 6 nhận chi. Cung cấp chứng từ để nhưng mà cung cấp chứng từ để nói đâu là đơn thư là người ta theo. Đây thôi nha. Ừ, đúng rồi, đi vào trong cái bên nhà này, cái này xấu lắm. Cái này bạn của tôi có cái gì đâu mà. Để nói là khi làm đều cái gì là có cái này đúng thôi, có hết rồi. Rồi chị kiểu vô dụng hết đi. Có hết là tốt, bây giờ chúng ta nói tiếp nè. Rồi, chúng ta còn ý kiến gì chúng ta nói. Ý kiến nói gì? Rồi bây giờ cái này thì giống như thế, anh nói rằng anh có thể một để mà nghe dân để chứng tố với em đến chiều. Đó là tiếp dân mà. À, thì đúng, tiếp dân, cho nên là tiếp dân đó. Vậy cho bây giờ có những cái tài liệu này, có những cái tờ rơi như vậy, thì là tôi biết cũng hỏi ai, tôi hỏi đến chính quyền địa phương, là chính quyền địa phương là gần nhất là phương tôi. Đây nè, trong đơn có trình bày rồi bác. Không, bây giờ trực tiếp. Đúng rồi, có, anh có thể trên cái cương vị của phường, anh có thể trả lời cho đại ý cho bà con, bởi vì tất cả những gì người ta thắc mắc thì nếu... Anh mặc áo hồng đứng ngay cửa là công an á, tên Tiệp. Chính quyền địa
nhưng mà giống côn đồ không, không có thẻ, không có tên gì hết á. Hôm nay mặc không thẻ ngày không, mà cũng cầm máy quay phim. Tôi chỉ tiếp công dân, còn nếu như bác thắc mắc cái này thì bác có thể liên hệ với lãnh đạo phường và mình thực tế sẽ phục tục tiếp công dân nha. Ở đâu ai nói? Mình đang làm cái thủ tục tiếp nhận đơn thì mình làm một chút kia cho xong đi. Rồi, thì bây giờ cái này xong rồi. Xong rồi. Ngày lên, ngày lên, mà anh nói là anh nhiều. Bây giờ đi lên, thôi đi nha nè. Bữa nãy bác hỏi cái nội dung này đúng không? Bây giờ mới nãy có mọi người ở đây, em đã trả lời cho anh Trật là anh Trật. Nội dung này là nội dung tuyên truyền về dự án đã được Ủy ban dân quận Tân Bình và Ủy ban phường 6 tuyên truyền. Cái này là của nội dung tuyên truyền, nó không phải là những cái gì như chú vừa mới nói, chú quan tâm, chú lo lắng ha, chú quan tâm lo lắng đó. Tuyên truyền đó. Tôi bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ tôi có hỏi anh nè, cái nội dung tuyên truyền mà trong khi đó người dân chưa được biết, chưa được bàn, rồi hiện nay là cái dự án đó chưa được đồng thuận, người dân chưa được được đổ trên cơ sở pháp lý, và bây giờ tự nhiên đưa tuyên truyền này có phải làm cho bà con hoang mang không? Dạ, để trình với Ủy ban nhân dân phường 6, bởi vì chúng tôi thấy một cái tờ rơi này được phát cho các tổ dân phố và tổ dân phố phát cho người dân. Đây là một điều bức xúc của người dân, và người dân đã sẽ kéo nhau ra phường để hỏi về vấn đề này. Thì cán bộ phường nói đây là một tờ giấy tuyên truyền. Dạ thưa quý vị, đây là một tờ giấy tuyên truyền, nghe rõ nhá, tuyên truyền. Mà trong khi tờ giấy tuyên truyền này làm ảnh hưởng đến đời sống và sự hoang mang của bà con khi bà con bị cưỡng chiếm nhà, đập nhà một cái pháp luật như thế này. Trong khi thanh tra chính phủ và văn phòng tiếp trung ương nói rằng là để nguyên hiện trạng, không làm chuyện gì hết để cho thành phố giao tiếp người dân. Thế nhưng phường và quận Tân Bình ngoan cố lại phát những cái tờ giấy tuyên truyền khắp mọi gia đình ở trong khu vực ngoài phường 6 ra, còn nhiều phường khác ở trong quận. Điều này người dân vườn cao vườn hưng rất là bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng coi lại việc làm theo đúng trình tự của pháp luật về vấn đề quy hoạch, làm bất cứ dự án nào trên mảnh đất của người dân vườn cao vườn 6. Thì tôi đề nghị rằng cơ quan chính quyền phải làm đúng theo trình tự của pháp luật để cho người dân người ta được an tâm, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước và các cơ quan chức năng làm đúng pháp luật. Xin chân thành cảm ơn. Rồi. Thưa bà con, chúng ta đang ngồi tại cơ sở cơ quan của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân phường 6 đúng không? Mà cái người tiếp mình là cán bộ tư pháp. Cán bộ tư pháp thì cán bộ này rất nắm luật và hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật. Nhưng qua hành vi là quận Tân Bình tiếp tục đưa lên web và thực hiện dự án này, đồng thời phường này là in những cái tờ bướm ra để rồi giải gây hoang mang, ảnh hưởng đời sống an ninh trật tự xã hội, nhưng cán bộ trốn. Và cuối cùng một cán bộ trả lời như vậy, hiện nay cái này là chỉ là tuyên truyền, mà tuyên truyền thì thưa các bà con, đây là một việc xâm phạm, một việc vi phạm pháp luật, một việc ảnh hưởng rất lớn, xâm phạm. Vậy ai chịu trách nhiệm ở đây? Chính phủ và Ủy ban dân có biết không? Thì đề nghị công luận chúng ta làm sao đó công luận mà tất cả nhân dân, quần chúng nhân dân có tiếng nói, và làm sao đó Ủy ban nhân dân phường 6 20 năm nay không giải quyết xác nhận, không tiếp công dân và cố tình coi thường chủ trương đường lối chính sách của Đảng, và có những hành vi ảnh hưởng và xâm phạm
nguy hại đến 500 nẻ bát căn nhà và đưa người dân ra khỏi đời sống để dẫn đến khổ cực. Thì cuối cùng xin bà con chúng ta tuân thủ pháp luật, chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện pháp luật bằng các những cái bước như vậy để chúng ta cho chính phủ phải nghe được, biết được và thế giới cộng với nhân dân biết được. Bà con đồng ý không? Thôi đi bài đi. Thôi chúng ta xin chúng ta bài. Chia sẻ đi. Lưu rồi á, nhưng mà do mạng á. Bác hội gì sâu á. Coi có ai có quên cái gì ở trong đây không á nha. Cái anh này nè, anh bảo lúc mà anh trước khi anh ra anh bảo là có gì đâu mà hoang mang nè. Anh nói là cái tờ giấy tờ rơi đó đó, anh kêu là có gì đâu mà hoang mang. Bà con nhanh chân ra ngoài đi. Anh lạnh hả anh? Lúc nào cũng khoanh tay á. Mình sống mình được mình hơn là các lục. Vô đi, vô đi, vô đi. Vô làm mặt ra đây. Không cho chụp hình. Không cho chụp. Phó chủ tịch Quang nói là cái nhà này là nhà của anh. Không cho bà con chụp. Không cho bà con chụp hình. Đây nè, anh Quang đây nè, phó chủ tịch. Anh này đã từng đánh bà con vườn rau Lộc Hưng, còn chửi thề nữa. Quay vòng ngoài sát vô, đi quay sát vô hết mọi người phòng ngoài vòng vòng trong. Ông cho chụp, đứng chạy. Ông cho chụp, quay phim anh chụp ơi. Cái chụp bên. Đứng kia, chú này đứng chụp gì. Có gì đâu mà sợ. Thôi được rồi. Thôi không cần chụp hình cũng được nữa, có video rồi. Có video rồi, không cần chụp hình đâu bà con ơi. Có rồi, thôi về. Thôi bà nấu cơm đi. Thôi bà nấu cơm. Thôi bà nấu cơm. Thôi bà già ơi, bà nấu cơm rồi nè. Ý kiến gì? Chú vô đây, chú bịt mặt, chú đem mắt kia. Tôn đầu lộ đâu?